Cô quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ bảy an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại bằng tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, gậy ông đập lưng ông. Cái người mà cố gắng để môi móc Tổng thống Trump và đem Tổng thống Trump ra tòa tại thành phố New York, cuối cùng thì chính bản thân ông ta cũng chuẩn bị xuất hiện trước tòa. Ông ta chuẩn bị nhận cái trát tòa. Người đó là ai? Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Nội dung thứ hai, Trung Cộng chính thức ra tay tấn công vụ bà Thái Anh Văn đến nước Mỹ. Và nội dung thứ ba, không ngờ chuyện này nó lại xảy ra gây cẩn quá. Tài liệu mật của Mỹ và NATO đã bị rò rỉ trên cộng đồng mạng. Và ai đã tung ra trên cộng đồng mạng? Và tại sao nó bị rò rỉ? Và những cái tài liệu mật này nó ảnh hưởng thế nào đến cái trái đất của chúng ta? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới giữa Trung Cộng, Đài Loan, nhưng Mỹ là cục, nhưng Mỹ đứng chính giữa ở đây. Nó như thế này nè quý vị, trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua, sau khi Tổng thống Thái Anh Văn đã có một cái cuộc gặp gỡ lịch sử kể từ năm 1979 với Chủ tịch Hạ viện Mỹ, người quyền lực thứ ba trên cái đất nước Mỹ này, tại thành phố Los Angeles, tiểu bang California, thì Trung Cộng đã rầm rộ tung máy bay chiến đấu, tàu ngầm và cả luôn những cái mà coi như là lực lượng tấn công của Trung Cộng ồ ạt áp sát Đài Loan và đã ra lệnh tuần tra eo biển Đài Loan. Tuần tra eo biển Đài Loan tức là cái ý nó nôm na giống như là đang giam lỏng Đài Loan, đang cô lập Đài Loan đó quý vị. Bất cứ một cái thuyền bè nào mà đi ngang đến này là Trung Cộng chặn lại và khám xét và lên tàu của người ta và lục lọi này nọ kia. Đó là y hệt như là đang giam lỏng Đài Loan. Rồi chưa hết đâu quý vị nha. Đây, thêm một cái điều này nữa. Vào ngày hôm qua, truyền thông nhà nước Trung Cộng đưa tin Bắc Kinh đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt rầm rộ đối với bà Xiao Bi Kim. Bà này là đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Bà này và các thành viên trong gia đình của bà ta sẽ bị cấm nhập cảnh vào đại lục Trung Quốc là điều thứ nhất, Hồng Kông là điều thứ hai và Ma Cao là điều thứ ba. Tức là nôm na như thế này, bây giờ Trung Cộng tung ra những cái đòn trừng phạt tổ chức và cá nhân, những cái công ty nào mà liên quan tới cái bà Xiao này. Bà Xiao này là đại diện của Đài Loan, làm việc ở Mỹ với chính quyền Mỹ. Và bây giờ sau cái vụ Tổng thống Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện, Trung Cộng bắt đầu ra tay tấn công Đài Loan, cả về cái chuyện trừng phạt cấm vận và cả về quân sự luôn. Bây giờ đã cô lập hòn đảo Đài Loan. Trong suốt mấy ngày vừa qua, Trung Cộng cũng đã lên tiếng cảnh cáo Mỹ cực gắt, nhưng không biết là Trung Cộng sẽ làm gì với Mỹ đây. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Gây cấn quá, rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO. Và tài liệu mật này nó chứa những cái kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine. Tức là như thế này nè quý vị, trong suốt một năm mấy vừa qua, không những Mỹ, NATO hỗ trợ vũ khí tiền bạc này nọ kia đâu, mà họ còn vạch ra những cái kế hoạch quân sự cho Ukraine. Tức là này nọ kia, phòng thủ như thế nào, tấn công như thế nào này nọ kia. Nhưng mà đùng một cái, không biết chuyện gì đã xảy ra. Vào ngày hôm qua, theo như tờ New York Times đưa tin, là những cái tài liệu mật này là những cái kế hoạch của Mỹ và NATO đã lên sẵn cho Ukraine để chuẩn bị cho một cái cuộc phản công toàn diện. Nhưng mà đùng một cái nó bị tung lên trên cộng đồng mạng
Và hiện tại bây giờ thì sao? Đây, quý vị nghe kỹ nha. Bộ Quốc phòng Mỹ đang ráo riết điều tra coi tại sao nó bị tung lên trên cộng đồng mạng là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Những cái thông tin này lọt vào tay chú Buri, thứ nhất là chú ta sẽ đùng đùng giận dữ. Thứ hai, chú ta đã biết được những cái kế hoạch mà Ukraine, Mỹ, NATO đang làm. Và thứ ba là chú Buri, chú chính thức xác nhận là Mỹ và NATO là người đứng sau lưng Ukraine để mà chỉ đạo cho Ukraine quánh lợi chú. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, lúc nào chú cũng nói là ok, cái cuộc chiến này thật sự chú không phải quánh với Ukraine mà chú đang đối đầu với Mỹ và NATO. Mà bây giờ đùng một cái những cái tài liệu mật này nó bị bung ra như thế này thì lại càng cho thấy là những cái gì chú ta dự đoán là đúng. Cho nên vào ngày hôm qua, những cái tài liệu mật mà nêu lên kế hoạch tác chiến của Ukraine để phản công toàn diện, bây giờ đùng một cái nó bị bung lên làm cho Mỹ và NATO đang rối ren sùm, và Bộ Quốc phòng Mỹ đang cố gắng điều tra coi ai đã tung ra những cái tài liệu mật này. Có thể là gián điệp của chú Buri. Tại vì chú Buri có gián điệp ở NATO, ở Mỹ, ở châu Âu, ở everywhere quý vị ơi. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nó gây cấn nè quý vị. Liên quan tới cái vụ án của Tổng thống Trump. Thì trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua, rầm rộ trên cộng đồng mạng ở Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung đã sốc vì một cái chuyện là cựu tổng thống của đất nước Mỹ bị ra tòa vì truy tố tội hình sự. Và cái điều này tại sao sốc hàng tỷ người là tại vì cái điều này chưa bao giờ xảy ra với đất nước Mỹ mấy trăm năm qua. Và chưa bao giờ xảy ra trên cái đất nước Mỹ này một công tố viên ở một cái quận hẹp mà truy tố một cựu tổng thống. Thấy chưa? Tức là chưa bao giờ xảy ra. Và người dân Mỹ người ta bất ngờ quá là một cái người nhỏ nhoi chức vụ như hạt cát mà truy tố một cựu tổng thống của đất nước Mỹ. Rồi. Nhưng cuối cùng thì sao? Tại vì những cái thế lực ngầm nó mạnh quá, cho nên nó đã làm cho xảy ra rồi. Chưa hết đâu quý vị. Thì sau khi Tổng thống Trump ra tòa và bị truy tố 34 tội danh, sau đó Tổng thống Trump đã không nhận tội. Rồi bây giờ đây, Ủy ban Tư pháp Hạ viện lên kế hoạch để đưa cái thoát tòa cho các ông công tố viên Elvin. Cách đây 24 tiếng đồng hồ thì Ủy ban Hạ viện đã đưa cái thoát tòa cho cái người mà luật sư mà làm việc chung với ông Elvin này, cố vấn trợ lý cấp cao của ông Elvin. Và cái ông đó cũng sẽ ra tòa. Mà ông này thì ông đã coi như không có đồng ý với những cái gì mà ông Elvin này làm, cho nên các ông trợ lý cố vấn cấp cao này sẽ ra tòa để cho những cái lời khai. Và những cái lời khai này nó sẽ chống đối lại với những cái gì mà ông Elvin đang làm. Rồi đó là điều thứ nhất. Bây giờ Ủy ban Hạ viện còn đưa trát tòa cho các ông Elvin này luôn, để ông này ra trước tòa để khai là tại sao ông này làm những cái điều đó, tại sao ông này cố gắng để đeo đuổi moi móc Tổng thống Trump, và cái lý do gì, cái động cơ gì mà ông này đi truy tố Tổng thống Trump ra tòa đó. Cho nên cuối cùng thì sao, cái câu chuyện này, cái vụ án này càng ngày càng gây cấn rồi quý vị. Sau khi Tổng thống Trump bị truy tố thì rầm rộ các đảng viên của Đảng Cộng hòa, từ những người ủng hộ cho đến những người không ủng hộ, bây giờ họ mới sực tỉnh, thức tỉnh và sáng con mắt. Bây giờ họ rầm rộ ủng hộ và ra sức bảo vệ Tổng thống Trump. Bên cạnh đó thì hàng triệu người dân Mỹ cũng đang ủng hộ Tổng thống Trump rầm rộ. Tức là sao? Qua cái câu chuyện này, đảng DC muốn hạ bệ Tổng thống Trump, muốn kéo Tổng thống Trump xuống, nhưng đã bị phản ứng ngược lại. Họ càng làm thì Tổng thống Trump lại càng được sự ủng hộ từ cử tri và các đảng viên trong Đảng Cộng hòa quý vị nhé. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ bảy, tôi đã cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của Trung Cộng và Đài Loan cũng như tình hình của đất nước Mỹ. Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem, và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.